Bánh rau chị. Hết rau rồi. Đây, đây. Cái này về để heo ăn, không có đem người ăn. Đi đi. Hết rau rồi chị. Cô chú ơi, cô chú có nhiều rau ấy, cô chú bán lại cho con một ít rau được không ạ? Một ít thôi ạ, một ít thôi. Không có được đâu cháu ơi. Đi mua thức ăn thì bất tiện lắm. Ngày mai á, mai ra là có bán. Cậu mua thật nhiều vô, đắp bao nhiêu cũng phải mua. Kinh nghiệm đó, nghe chưa? Thôi thôi, đi rẻ hết đây, ăn đây, giờ đây, nè. Đây. Có nhiều quá à. Bà bán ăn trên đầu trên cổ người ta vậy hả? Cái rau này bình thường 10 ngàn một mớ, bây giờ bán 20 ngàn. Dịch thì ai cũng khổ, nhưng mà bán gì phải thừa phước đức cho con, cho cháu bà trước bà thêm. Sao? Nói người ta mà không dòm lại mình. Mùa dịch bệnh, đi mua rau nhiều như vậy về để cúng ông bà tổ tiên hả? Mấy cái loại người đi thu gom hàng quá về tích trữ với ông á, ai mà không biết được là bộ. Tôi bán 20 ngàn một bó là rẻ lắm rồi. Gặp mấy cái loại mua đi bán lại á, nó bán giá tuốt ở trên trời kìa. Bây giờ rồi sao? Mua không? Không mua bước ra cho người khác mua. Mua thì mua. Cô ơi bán con ít rau ạ. Hết rồi. Con thấy còn nhiều mà cô. Ổng gom hết rồi. Nhóc, mày muốn mua rau không? Có. Mày ra đầu đường số 9 á, anh bán lại cho mày. Nhưng giá thì hơi mắc một tí nha. Mắc là nhiêu à? 2 tỷ một bó. Nani? Nói đúng lắm mà. Giả nhân giả nghĩa. Ê Dốc, mua rau được chưa mày? Kệ em anh ơi. Đợi chút. Tặng mày nè. Em không có 2 tỷ đâu. Đợi tao. Rau 2 tỷ một bó. Mua thì bán, xin thì cho. Anh đợi em một tí. Sữa 2 tỷ một hộp. Đó. Tặng anh. Vậy là bình quầy nhá. Love a day, love a day, yêu mọi người. Sữa Love Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh, đóng gói tại Việt Nam, chất lượng chuẩn quốc tế, giá sữa nội. Chọn Love, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Love a day, gieo nụ cười.
Love a day, yêu mọi người.